Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay là Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017. Đến với chương trình bản tin VATV hôm nay gồm có phần 1 là tin quan trọng trong ngày, bao gồm những chi tiết liên quan đến Nga, Trung Quốc vẫn tin Venezuela trả nợ được, Bắc Kinh hạ thủy tàu nạo vét khổng lồ với Scarborough trong tầm nhắm, ASEAN kêu gọi phi quân sự hóa nhưng tránh chỉ trích Bắc Kinh, Trung Quốc và Philippines đồng ý tránh vũ lực ở Biển Đông. Trong phần 2, Thanh Trang xin kính mời quý vị theo dõi chương trình phát triển tiểu thương với phóng sự về nhà hàng Việt Pearl tại Ellicott City, Maryland. Nga, Trung Quốc vẫn tin Venezuela trả được nợ. Bản tin BBC, Nga đồng ý giãn thời gian hoàn trả món nợ 3.15 tỷ đô la của Venezuela cho phép trả dần trong 6 năm tới. Nga vừa đồng ý tái cơ cấu 3.15 tỷ đô la nợ của Venezuela cho quốc gia đang kiệt quệ này. Thỏa thuận được thông báo hôm 15 tháng 11, theo đó cho phép Venezuela trả các khoản nợ tối thiểu đối với Nga trong 6 năm tới. Thỏa thuận đạt được một ngày sau khi các hãng xếp hạng tín dụng báo động rằng Venezuela không thể trả nợ công đúng hạn. Venezuela nợ nước ngoài khoảng 140 tỷ đô la. Chính phủ đã tổ chức một cuộc họp ở Caracas đầu tuần này để thảo luận về tái cơ cấu, nhưng các chủ nợ tham dự cuộc họp nói với báo giới rằng cuộc họp kết thúc mà chính phủ chưa đưa ra bất kỳ đề xuất cụ thể nào. Các quan chức Venezuela nói chính phủ đã bắt đầu chuyển trả 200 triệu đô la tiền lãi và sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình. Venezuela đang nhanh chóng cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài vì lợi ích của nhân dân, Bộ trưởng Tài chính Simon Zerpa nói hôm 15 tháng 11 khi ông tuyên bố thỏa thuận đạt được với Nga. Trung Quốc tin tưởng vào khả năng trả nợ của Venezuela. Nga và Trung Quốc nằm trong số các đồng minh chính của Venezuela, một đất nước vốn dựa vào nguồn dầu mỏ, làm chỗ dựa cho nền kinh tế và là nguồn cung cấp tài chính cho chính phủ. Biển Đông, ASEAN kêu gọi phi quân sự hóa nhưng tránh chỉ trích Bắc Kinh. Theo đài phát thanh RFI, hôm 16 tháng 11 năm 2017, nước chủ nhà Philippines thay mặt thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31 ra bản thông báo chung kêu gọi phi quân sự hóa Biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, nhưng tránh chỉ trích trực tiếp Trung Quốc. Theo báo chí Philippines, văn bản quan trọng nhất của thượng đỉnh khối ASEAN chỉ kêu gọi phi quân sự hóa và các bên tranh chấp Biển Đông kiềm chế. Văn bản này tránh chỉ trích các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng công trình quân sự quy mô lớn của Bắc Kinh tại Biển Đông, khiến tình hình căng thẳng trong những năm gần đây. Tuyên bố chung của Chủ tịch ASEAN có đoạn: "Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc này duy trì và cổ vũ cho hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và an ninh hàng hải, trật tự và quyền tự do hàng hải tại Biển Đông." Thái độ đối với Trung Quốc của khối ASEAN so với các tuyên bố chung lần trước được đánh giá là mềm mại hơn nhiều. Thông báo chung của thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30 tháng 4 năm 2017 cũng được tổ chức tại Manila có đoạn ghi nhận những quan ngại của một số lãnh đạo về các diễn biến gần đây trong khu vực, ngụ ý chỉ trích thái độ gây hấn của Trung Quốc. Tuyên bố chung của ASEAN lần thứ 31 đặc biệt hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc đạt được thỏa thuận chung để khởi sự thương thuyết hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, một bộ quy tắc được hy vọng là hiệu quả và thực chất. Tuy nhiên, bản tuyên bố không nêu rõ lịch trình cụ thể của các đàm phán dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Nam vào năm tới. Tuyên bố chung cũng để ngỏ vấn đề bộ quy tắc COC có mang tính cưỡng chế hay không. Việc ASEAN và Trung Quốc khởi sự đàm phán về Biển Đông được các nhà quan sát đánh giá là một bước tiến quan trọng. Dự án xây dựng bộ quy tắc được khối ASEAN và Trung Quốc nêu ra cách đây 15 năm trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Bắc Kinh hạ thủy tàu nạo vét khổng lồ với Scarborough trong tầm nhắm. Nguồn tin RFI. Phải chăng Bắc Kinh lại đang chuẩn bị thôn tính nốt bãi cạn Scarborough để hoàn chỉnh tam giác sắt khống chế toàn bộ Biển Đông? Câu hỏi này đã dấy lên trở lại trong nửa đầu tháng 11 năm 2017
này với việc Trung Quốc vừa cho hạ thủy chiếc tàu nạo vét lớn nhất châu Á, được mệnh danh là cỗ máy làm đảo nhân tạo. Trung Quốc vừa được cho hạ thủy chiếc tàu nạo vét lớn nhất châu Á, được mệnh danh là cỗ máy làm đảo nhân tạo. Và cũng không biết vì tình hình Biển Đông có nguy cơ xấu đi hay không, mà trong một động thái hết sức bất thường, Hải quân Pháp đã cho một tàu chống ngầm hiện đại của mình đến quan sát hiện trường Biển Đông, đi từ Trường Sa lên Hoàng Sa. Hai chi tiết trên đây đã được trang mạng Pháp Is Pendulum liên tiếp phân tích và đặt ra nhiều câu hỏi trước mắt, chưa thể có lời giải đáp. Trong bài phân tích ngày 10 tháng 11 năm 2017, mang tựa đề Phải chăng đó là cỗ máy chế tạo đảo nhỏ, Trung Quốc hạ thủy tàu vét lớn nhất châu Á, chuyên gia Henry Kerman của Is Pendulum đã ghi nhận kích thước khổng lồ như công suất cực cao của chiếc tàu nạo vét Thiên Côn Hiệu vừa được Trung Quốc hạ thủy. Chuyên gia Pháp đã nêu bật những thông số chóng mặt về con tàu khổng lồ này, 6 năm thiết kế và chế tạo, công suất hơn hẳn con tàu nạo vét được dùng trước đó trong việc bồi đắp loạt đảo nhân tạo tại những vùng mà Bắc Kinh chiếm đóng ở Trường Sa, vốn đã là cỗ máy đứng hàng đầu châu Á và hàng ba thế giới. Với kích thước dài 140m và rộng 27.8m, chiếc Thiên Côn Hiệu có thể nghiền nát tất cả các loại vật liệu, kể cả đá ở độ sâu 35m dưới biển, pha trộn nước biển và phùng ra xa đến 15km nhờ sức của máy bơm mạnh nhất thế giới hiện nay. Cứ mỗi một giờ là con tàu có thể xử lý một khối lượng vật liệu bằng hơn hai hồ bơi thế vận. Và tất cả đều tự động. Trung Quốc và Philippines đồng ý tránh vũ lực ở Biển Đông, theo AFA. Tuyên bố chung Trung Quốc và Philippines nhân chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến Philippines hôm 16 tháng 11 cho biết hai nước đồng ý tránh sử dụng vũ lực ở Biển Đông. Tân Hoa Xã trích tuyên bố chung hai nước cho biết cả Philippines và Trung Quốc đều tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình trên Biển Đông và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực này. Tuyên bố viết cả hai bên tin là tranh chấp trên Biển Đông không phải là toàn bộ quan hệ giữa hai nước, không có bất cứ bạo lực hay đe dọa bạo lực nào giữa hai bên và tranh chấp phải được giải quyết qua đối thoại giữa những nước có liên quan. Philippines và Trung Quốc là hai nước có tranh chấp tại khu vực Biển Đông. Trung Quốc là nước đòi hỏi chủ quyền phần lớn khu vực này. Quan hệ hai nước đã có giai đoạn căng thẳng nhất là sau khi Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines vào năm 2012 và vào năm 2013, Philippines kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, yêu cầu giải thích đường đứt khúc chính đoạn mà Trung Quốc tự vạch ra trên Biển Đông. Quan hệ hai nước đã được cải thiện sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên nắm quyền hồi năm ngoái. Ông Duterte đã nhiều lần nói ông không muốn đối đầu với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Asia không lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong khi đó, tại thượng đỉnh ASEAN vừa diễn ra tại Philippines từ ngày 12 đến 14 tháng 11, các nước ASEAN đã không hề đề cập đến vấn đề Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông và phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về vụ kiện của Philippines được công bố hồi năm ngoái. Phán quyết của tòa đã bác bỏ tính pháp lý của đường đứt khúc chính đoạn trên Biển Đông do Trung Quốc vẽ ra. Trong tuyên bố của ASEAN đưa ra hôm 16 tháng 11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhắc đi nhắc lại lời kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, tuân thủ luật quốc tế và ca ngợi bộ khung bản thảo bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông, COC, giữa Trung Quốc và ASEAN. Ngoài Philippines và Trung Quốc, các nước khác cũng đòi chủ quyền ở Biển Đông, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Trung Quốc là nước bị quốc tế chỉ trích về việc xây dựng đảo nhân tạo ở khu vực Biển Đông, nơi nước này triển khai các vũ khí quân sự. Trung Quốc cũng phản đối những chỉ trích của quốc tế và nói việc xây dựng củng cố các đảo nhân tạo là quyền của Trung Quốc thực hiện trên các đảo thuộc chủ quyền của nước này. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.